Sao rồi hả bác sĩ? Em sao rồi? Đi rồi. Tình trạng của chị vẫn ổn thưa bác. Dạ không, ý tôi nói là đứa bé trong bụng nó có ảnh hưởng gì không bác sĩ? Dạ chị không có, không có em bé gì hết. Ủa là bác sĩ nói vậy là làm sao? Không có em bé là làm sao? Dạ thôi, người nhà nói chuyện với nhau đi. Chào bác. Bác còn trăng sao gì nữa? Cái con nhỏ đó nó giả đò có thai, cố tình lừa gạt để vô nhà mình đó. Trời ơi, cô nói coi, rốt cuộc là cô có mang thai hay là không? Con xin lỗi má. Má, tại tụi con bất đắc dĩ cho nên mới gạt má. Má, má làm gì vậy? Trời ơi, có phải lỗi của vợ con đâu. Mày ngu. Con xin lỗi má. Má thấy chưa? Con nói cái con này nó có ý đồ rồi. Qua. Bà, chú Tư. Ông già lừa đảo của cô tới rồi kìa. Cô kia. Vậy? Anh hay là xui gia của má cô đó. Ăn nói phải biết lễ độ một chút nha. Xui gia cái con khỉ á. Cha con của ổng cố tình lừa gạt nhà tôi nè. Muốn đào mỏ nè. Nè, cô ăn nói đàng hoàng cái chưa? Chị hai, tất cả mọi chuyện là do em bày ra hết đó. Vợ em chỉ nghe lời em thôi, còn ba vợ em càng không biết cái chuyện này nữa. Mày im đi. Thanh, con nói cái gì mà không hiểu gì hết vậy? Vậy là sao? Chuyện gì? Qua, rốt cuộc là chuyện gì? Con xin lỗi ba. Chuyện gì mà con xin lỗi ba vậy? Chuyện nó mang thai giả lộ hết rồi. Hai cho con bớt diễn kịch giùm cái. Trời ơi, chị hai ơi, đừng có gây lộn nữa. Em đã nói rồi, ba giờ em không có biết cái chuyện này đâu. Mày.
Hoa, có thiệt gì không con? Còn hỏi cái gì nữa? Ông mau đem con gái ông về đi. Trong nhà này không chấp nhận cái thứ lừa lọc gian dối này làm dâu đâu. Má, nếu như má không chấp nhận vợ con thì con cũng bỏ đi theo vợ con luôn đó. Mày nói cái gì vậy? Được, mày muốn đi chứ gì? Mày đi luôn đi. Má bình tĩnh đi má. Bác bình tĩnh đi bác. Bây giờ mọi người ai cũng nóng hết. Thôi mình từ từ mình tính nha bác. Mình về đi má. Ở đây nhìn thấy cái bản mặt cha con họ, thấy bực mình. Về má. Dạ, con đưa bác về. Nè, cha con mấy người khôn hồn thì cút đi, đừng có diễn tuồng nữa giùm cái. Ba ơi. Anh hai, ba, anh bình tĩnh lên anh hai. Ba ơi. Ba. Mày giang ra. Đồ bất hiếu. Mày đừng có gọi tao là ba nữa. Anh hai, bình tĩnh lại đi anh hai. Bích ơi, Bích ơi, Bích đi Bích. Ủa? Anh Hùng. Dân. Ừ, chị hai em đi ra nhà máy chưa về? Thôi được rồi, anh về. Dạ. Đi về phòng nghỉ đi. Để anh ở đây với ba cho. Em muốn đợi ba tỉnh lại. Chú Tư, con xin lỗi chú Tư. Cái chuyện này người buồn nhất là anh hai với thằng Tốt. Con xin lỗi chú làm gì. Nói thiệt, chú còn giận huống hồ về anh hai. Tại vì tụi con hết cách rồi cho nên mới phải làm như vậy. Nếu như qua mà không có thai thì ba má đâu có cho tụi con tới với nhau. Chú biết tính của anh hai. Anh ghét nhất là mấy cái chuyện gian dối. Chuyện lần này lại lớn như vậy. Ba. Tại sao mày còn ở đây? Hả? Ba tha lỗi cho tụi con. Là tại con đó ba. Con là người bày ra cái kế này cho vợ con đó. Đừng nói gì nữa hết. Hai đứa bay đi cho khuất mặt tao đi. Đi mau. Anh hai, anh bình tĩnh ra đi. Hai đứa tụi con đi đi. Bác sĩ nói không được để cho anh xúc động. Ở đây có chú được rồi. Mình đi đi, cho ba nghỉ ngơi. Đi anh. Chú Tư, con nhờ chú Tư chăm sóc ba con giùm. Ừ, đi đi. Chú Tư, con đi. Anh hai, tụi nó đi rồi, anh đừng giận nữa. Trời ơi, thật không ngờ cái chuyện như vậy mà tụi nó cũng dám làm. Anh đang mệt, anh đừng nói nhiều nữa. Chú về đi. Tôi ở lại đây được rồi. Về cái gì mà về. Tôi phải ở lại đây với anh chứ. Hồi nãy bác sĩ nói bệnh tình của anh đang diễn biến xấu. Anh ở lại bệnh viện vài ngày để cho anh ta điều trị. Bác sĩ dặn chừng nào tỉnh lại kêu bác sĩ tới khám lại cho anh. Tôi đi kêu bác sĩ nghe. Nằm đây đi, tôi đi à. Thank you.
Bích. Ủa, sao anh đứng đây vậy? Hồi nãy em tới, nhưng mà Dân nói là em còn ở nhà máy chưa có về. Tại hồi chiều em có chuyện đột xuất, nên là em tranh thủ làm sổ sách. Anh đừng có giận em nha. Anh mới tới nhà máy. Ủa? Tính mua đồ ăn cho em, sợ em làm khuya em đói. Nhưng mà khi anh tới nơi thì công nhân trực nói là hôm nay nhà máy nghỉ, cho nên em không tới làm. Thật ra hồi chiều em định tới nhà máy thiệt, nhưng mà em đi giữa đường, em có việc gấp. Mấy hôm nay anh có cảm giác em muốn tránh mặt anh. Anh có làm gì cho em giận không? Dạ không có đâu anh. Chỉ là... Là sao? Em nghĩ em với anh nên làm bạn sẽ tốt hơn. Anh đã làm gì sai hả? Anh không có làm gì sai hết. Nhưng chuyện tình cảm rất là khó nói. Em mong là anh hiểu cho em. Em xin lỗi anh nha. Không sao mà. Vậy là mình vẫn là bạn ha? Tất nhiên rồi. Thôi cũng khuya rồi, anh về đi. Nhớ chạy xe cẩn thận đó. Anh về đây. À. Dạ. Anh có mua đồ ăn cho em đó, em cầm đi. Thôi, em không nhận đâu. Nhưng mà anh đã lỡ mua rồi mà. Em đem vô cho bé Dân cũng được. Dạ. Em cầm đi. Cảm ơn anh. Vậy anh về nha. Dạ, anh về. Cửa cho hai đi Dân. Chị Hai. Nè. Dạ. Cầm đi. Ủa, Hai mua máy này hả? Không, của anh Hùng mua đó. Định đem vô nhà máy cho chị. Hồi nãy anh Hùng tới, em nói là Hai đi làm chưa có về, mà nhìn thấy ảnh hơi buồn buồn á. Rồi ảnh có biết là Hai không có ở nhà máy không? Chị cũng có gặp ảnh rồi. Vậy là anh biết là Hai không có ở nhà máy hả? Biết chứ. Nhưng mà chị cũng đã nói chuyện rõ với ảnh rồi. Bây giờ chị với ảnh chỉ là bạn thôi. Sao lạ vậy con? Má nói chuyện với thằng Hùng rồi, thấy nó cũng được mà. Má, nhưng mà con đâu có tình cảm với ảnh đâu. Sao mà tiến xa được? Tình cảm thì từ từ vun đắp cũng được vậy. Hai nên mở lòng đi. Anh Thành anh cũng có vợ rồi mà. Có vợ, nhưng mà cũng có thể ly dị mà. Cái gì vậy? Hai. Con nói gì vậy? Nè, đừng có khi nào mà có cái suy nghĩ sai trái như vậy nha. Trên đời còn thiếu gì đàn ông tốt, hả? Hai, hai đừng có làm kẻ thứ ba, phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác nha. Như vậy không có tốt đâu. Trời ơi, con nói vậy chứ con có làm gì người ta đâu. Sao má Dân Dân căng thẳng quá vậy? Mà con Hoa đó cũng không có hiền lành gì đâu ha. Hồi chiều con đi ngang nhà bác Hội, thấy mọi người đưa nó vô bệnh viện, nên con mới đi theo phụ. Ủa, chỉ bị sao? Nghe nói là bị ngộ độc cái gì đó, nhưng mà bác sĩ nói là nó không có thai. Hả? Vậy là chỉ nói xạo mọi người hả? Chứ không nói xạo sao bác Hội cho cưới anh Thành. Bởi vậy em đó, bớt bớt tin người lại đi. Tin cho quá vô rồi mai mốt nó gạt cho. Dạ con đi tắm nha má. Bánh mì để em ăn đi, chị không có đói đâu. Trời ơi, má, con không ngờ chị Hoa lại là người như vậy á. Chuyện của người ta mình cũng không hiểu hết được đâu. Biết mặt mà không biết lòng. Mà cái cô Hoa đó gian dối như vậy, sau này con cũng bớt tiếp xúc lại nghe. Dạ. Em đừng lo lắng quá nha. Bà ở bệnh có chú Tư chăm sóc rồi. Anh thấy cũng có sao đâu. Chút xíu rồi anh lén lén đưa em qua thăm ba cho. Vì em mà ba bệnh trở lại,
Ba mà có chuyện gì chắc em không tha thứ cho bản thân mình. Thôi, đã nói rồi, ba nhất định sẽ không sao đâu mà. Bây giờ cả ba với má ai cũng giận mình hết, mình phải làm sao đây? Thì chỉ còn cách là xin lỗi và thuyết phục thôi. Nếu như mà hai người không đồng ý nữa thì còn thêm cách nữa. Ừ. Là bỏ đi á. Em đừng có suy nghĩ gì nhiều nữa, nằm xuống nghỉ đi. Nè, hồi nãy bác sĩ nói em có biểu hiện bị ngộ độc đó. Hồi chiều em ăn cái gì mà để bị vậy? Em chỉ ăn cơm ở nhà ba rồi về. Cơm chiều ở nhà em còn chưa ăn mà. Em nhớ lại coi. Chứ anh với ba cũng ăn mà, có ai bị gì đâu. Nè, mà nhớ lại kỹ coi có ăn thêm gì nữa không. Hồi trưa chị hai có mua nước mía về cho cả nhà uống. Em chỉ uống thêm nước mía thôi. Cái gì? Sao vậy anh? Chị hai mua nước mía về cho cả nhà uống hả? Dạ. Ủa? Mà nào giờ trong nhà có ai thích uống nước mía đâu. Bà cũng có khoái nữa. Bà toàn thích ăn bánh bao không à. Mà nếu mà có ăn bánh bao á thì lúc nào cũng kêu mình đem tới hết á. Chứ bà có đi mua bao giờ đâu. Cái này bà tự đi mua luôn hả? Dạ. Anh nghi lắm. Mà lúc chị hai đưa cho em nước mía có biểu hiện gì lạ không? Nước mía tốt cho em bé lắm đó, uống đi. Dạ, em cảm ơn chị hai. Nè nè, thôi con uống bịch lớn á, để bịch nhỏ cho má uống được rồi. Uống đi. Má, hả cái gì? Không có được, không có được. Cái đó là của con Qua. Trời, bịch nào cũng vậy. Đưa đây. Cái bịch này cô kêu đừng có bỏ khóm. Bà bầu uống khóm không có tốt. Đưa cái bịch đó cho má đi. Dạ. Nè. Chà, không ngờ cũng quan tâm cháu dữ hả. Má làm như con ghét cháu con lắm vậy đó. Sao không uống đi? Bộ ghét tôi không uống hả? Dạ không có. Uống đi. Uống cho tôi thấy đi. Uống đi con. Dạ con mời má. Uống nữa đi. Uống nhiều vô. Đúng là chị hai có hơi tốt với em. Chị cứ ép em uống hoài luôn. Nhưng mà như vậy cũng đâu có thể nói nước mía có gì được. Nhưng mà thôi anh, chuyện cũng xong rồi. Anh đừng truy cứu nữa, mất công xin chuyện. Ừ. Thôi, bỏ qua bên đi. Em lo nghỉ ngơi đi. Dạ. Anh ra ngoài. Má, má kêu tụi nó làm giấy tờ ly dị liền đi má. Nếu không, con kia nó giở trò này nọ nữa. Tụi nó thương nhau lắm. Anh sợ thằng Thành nó không có chịu đâu. Không chịu thì má từ nó đi má. Coi thử, không có tiền của má nó có sống được không. Chút xíu nữa ăn xong con chở mới vô bệnh viện nha. Thôi, ta không có vô đó. Nhìn thấy mặt con nhỏ ra là bực à. Tụi bay vô chuyển lời đi. Vậy cũng được. Ờ, má, hay má nghĩ lại đi má. Thằng Thành nó nhất định không chịu ly dị đâu. Anh còn binh nó nữa hả? Ờ, không có. Anh chỉ muốn mọi chuyện giải quyết êm đẹp thôi. Vậy bây giờ anh nói thử coi coi có cách nào êm đẹp để cho con nhỏ đó trở lại làm dâu nhà này hả? Nó về rồi đó. Đỡ mất công mình vô bệnh viện. Má, má nói thẳng với nó đi. Má phải kiên quyết lên. Không thôi, con nhỏ đó nó lừa hết tài sản nhà mình đó má. Ờ, Thành à, Qua nó sao rồi em? Tâm hỏi gì nữa. Nó từ giờ không có liên quan gì tới cái nhà này nữa hết. Dạ, Qua cũng đỡ rồi anh. Nhưng mà chưa có khỏe hẳn, cho nên bác sĩ chưa cho xuất viện. Chị hai. Cái gì? Có phải chị cố tình hại vợ em không? Mày nói cái gì vậy? Tự nhiên sao vợ em bị ngộ độc? Hôm qua chị lại tốt bụng mua nước mía cho vợ em uống. Mày tính vu khống cho tao hả? Nó bị ngộ độc liên quan gì tới tao? Hôm qua má cũng uống nè. Má có bị gì đâu. Con bảy đó cũng uống đó. Tào lao.
em chắc chắn cái bình nước mía của vợ em có vấn đề. Chứng cứ đâu? Mày đưa ra đi. À, hay là mày tính giận cá chém thớt, bị con nhỏ đó dắt mũi rồi về kiếm cớ gây sự với tao hả? Má, xử nó đi má. Ờ, hay là có hiểu lầm gì không em? Chứ chị hai của em á, hại qua làm cái gì? Không có cãi nhau nữa. Con nhỏ đó ngộ độc hay bị cái gì má không cần biết. Con mau ly dị với nó đi. Nhà này không có chấp nhận cái thứ mà gian dối như vậy. Má, chuyện giả có thai là do con nghĩ ra, vợ con chỉ nghe theo thôi. Má có trách thì má trách con nè, chứ đừng có trách vợ con. Mày không cần binh vực nó. Má nói ly dị là ly dị. Mày mà cãi lời từ nay đừng có nhìn mặt má. Con với Hoa thật lòng yêu thương nhau, con sẽ không bao giờ ly dị với vợ con đâu. Nếu như má không chấp nhận tụi con thì tụi con sẽ lên Sài Gòn sống. Nè, má mới là người mang nặng đẻ đau sanh ra mày, mà bây giờ vì một con nhỏ xa lạ nào đó rồi mày bỏ má phải không? Tất cả là do má. Má không chịu thông cảm cho tụi con. Mày muốn vậy thì mày đi đâu mày đi. Coi như tao không có đứa con như mày. Ngon thì mày đi đi. Cấm lấy tiền bạc trong nhà này đi nha. Em về qua sẽ đi và không lấy bất cứ thứ gì đâu. Thành, má, nó bỏ đi là coi như má bắt nó luôn đó. Thôi, để con vô con khuyên nó. Đi đi. Thì đi thì đi. Má, má phải kiên quyết lên nha. Nó nói cho qua vậy thôi, chứ không có tiền của má nó cũng quay về à. Thành à, em tính bỏ đi thiệt hả? Má với chị hai đó giờ đã không thích vợ em rồi, tụi em có cố ở lại cũng chẳng được gì. Em hãy bình tĩnh đi. Bây giờ em đi là coi như mất hết đó. Em suy nghĩ kỹ rồi, anh hai đừng có nói nữa. Em lên Sài Gòn, đất khách quê người, chưa chắc là tốt đâu. Còn trạm dừng chân của em nữa, em đã đổ biết bao nhiêu công sức. Bên cho dây họ cũng chuẩn bị đủ tiền rồi đó. Em tính bỏ hết sao? Tất nhiên là em muốn kinh doanh trạm dừng chân rồi. Mà anh hai cũng thấy rồi đó. Má giận quá thì nói vậy thôi chứ má thương em lắm. Hay bây giờ em cứ giả bộ xách đồ bỏ đi, rồi vô bệnh viện chăm sóc cho qua. Anh sẽ ở nhà thuyết phục má cho hai đứa về nhà. Nói gì thì nói, má không phải là người cố chấp đâu. Hôm nay má cũng có cảm tình với qua, chỉ cần qua cố nhẫn nhịn lấy lòng của má. Em sợ vợ em bị thiệt thòi thôi. Hai đứa phải ráng chịu khổ bước đầu, tương lai sẽ tốt đẹp thôi. Có gì anh sẽ vô trong đó nói chuyện với qua. Vợ nào mà không lo cho tương lai sự nghiệp của chồng. Qua sẽ thông cảm cho em thôi. Em biết là Hoa nhất định sẽ hy sinh vì em, nhưng mà anh cũng đừng có nói chuyện em lấy giấy tờ nhà đất của má nha. Sao vậy? Tại vì Hoa không có chịu em làm như vậy, cho nên em nói gạt Hoa là em không có làm nữa. Anh biết rồi. Chú Tư. Chú Tư. Chú Tư ơi.
Chú, ba con sao rồi chú? Hồi tối bác sĩ vô khám lại, nói tim của anh đang trở nặng, cần ở lại theo dõi coi tình hình sao, có khi phải chuyển lên Sài Gòn. Là tại con. Chú cũng không biết nói với con sao. Tạm thời con đừng có gặp anh hai, anh hai còn giận con lắm. Qua. Anh Tố. Tôn Hoàng tốt nó vô thăm anh hai, rồi nó ở lại đây với chú. Em thấy trong người sao rồi? Em đỡ nhiều rồi anh. Em xin lỗi anh. Ừ, thôi, chuyện cũng qua rồi, em đừng có suy nghĩ nữa. Sáng nay anh có mua cháo cho em và chú hai nè, để anh đem vô phòng cho em. Ừ, không cần đâu, anh Thành có mua cho em rồi. Dạ thôi, con về phòng, để ba thức dậy ba nhìn thấy con ba giận hơn nữa. Con cảm ơn chú Tư, em cảm ơn anh Tốt đã chăm sóc ba em giùm. Dì đem cháo cho ba con. Sẵn ghé coi ba sao rồi. Con đỡ rồi dì. Ba con sao rồi dì? Coi bộ đợt này ảnh mệt hơn lần trước con à. Cũng tại con hết. Bây giờ con tính sao? Coi bộ anh hai giận lắm đó. Dì mới nhắc tới con, chưa kịp nói gì là ảnh la gì rồi. Con với anh Thành định sẽ lên Sài Gòn. Đi xa thì con không có ngại, con chỉ sợ ba con ở một mình, không có ai chăm sóc ba. Lỡ có chuyện gì con lo lắm. Con yên tâm đi, còn gì mà. Dì ba. Em. Anh. Dạ, cô chào dì. Anh Phú. Em tranh thủ ăn rồi uống thuốc nha. Anh để đó đi, một chút nữa em ăn. Nè Thành, dì nghe con qua nói hai đứa bay tính lên Sài Gòn hả? Dạ, hồi tối thì tụi con tính vậy. Con soạn đồ đi rồi, Thiền Phú chạy theo cho hay. Má con chịu tha thứ cho tụi con rồi. Ờ, vậy hả? Anh nói cái gì? Má chịu tha thứ cho tụi mình rồi hả? Tất cả là nhờ anh hai nói vô hết đó. Ừ. Má kêu anh vô đây nói với hai đứa, xuất viện thì về nhà. Má đã chịu bỏ qua rồi. Bây giờ hai đứa phải ráng lên, lấy điểm để chuộc tội nghe. Dạ. Ủa, sao kỳ này bà dễ tính vậy? Dì tưởng bà phải làm âm mỹ lên chứ. Má con nghe thằng Thành đòi bỏ nhà lên Sài Gòn, nên má con lo mới chịu bỏ qua cho tụi nó đó. À. Em, má chịu bỏ qua, nhưng mà anh không chắc khi về má với chị hai còn nặng nhẹ gì với em không nữa. Anh thì lại không muốn em chịu thiệt thôi. Hay là mình tạm thời mướn nhà trọ ở thêm thời gian đi, đợi má nguôi giận rồi mình về. Thật ra trong chuyện này mình có lỗi trước mà anh. Má giận thì em phải chịu, em phải tìm mọi cách để chuộc lỗi thôi. Một chút nữa bác sĩ khám lại, nếu mà bác sĩ nói em ổn rồi thì em xin về luôn. Em hiểu chuyện như vậy, trước sau gì má cũng hết giận à. Má coi vậy chứ không phải là người ngang ngược lắm đâu. Vậy con về bên đó đi, còn anh hai á, để dì từ từ khuyên ảnh cho. Dạ, con cảm ơn dì. Chú hai. Ờ, tốt. Đã nói là để chú đây mình được rồi,
Ở đây có bác sĩ, y tá, hai cậu cháu con cứ thay phiên nhau hoài. Chú Hai, chú đừng nói vậy mà. Con với cậu Tư bây giờ coi chú Hai như người nhà rồi. Con nói như vậy làm chú thêm ai nấy. Chú không ngờ con Hoa với lại thằng Thành nó dối gạt chú để hủy cái đám cưới của con. Con nghĩ chắc Hoa hết cách rồi cho nên mới làm như vậy. Bây giờ Hoa với anh Thành đã là vợ chồng rồi. Chú Hai, chú Hai đừng có giận Hoa với lại anh Thành nữa mà. Con đừng có nói nữa. Chú sẽ không bao giờ tha thứ cho hai đứa nó đâu. Nè chú Hai, chú bình tĩnh đi chú Hai. Dì Ba. Anh Hai. Ừ con. Dì Ba tới thăm chú Hai kìa. Cô Ba. Em mang cháo cho anh nè. Để bên kia con. Dạ. Em nấu cháo cho anh ăn. Mà em nấu lạc lắm. Anh ăn nhiều vô. Bác sĩ không có cho anh ăn mặn. Tôi bây giờ ăn để mà sống thôi cô Ba. Ừ, ráng ăn cho nhiều vô nha. Dì Ba. Hả? Dì ngồi đây với chú Hai nha. Con ra ngoài để mua ít đồ một cái. Con đi đi. Anh Hai à, em lấy cháo cho anh ăn nha. Cảm ơn cô Ba. Dạ. Anh Tú. Nè, qua để nói chuyện đi. Mấy cậu chú Hai thấy. Tôi nghe dì Ba nói bữa nay qua xuất viện về nhà đúng không? Không sao rồi. Má tôi bỏ qua cho tụi tôi rồi. Tôi với Hoa định là vô thăm ba chút thôi. Em định qua thăm ba rồi về. Nhưng mà em đứng ở ngoài để ba đừng nhìn thấy. Nếu như ba có chuyện biến xấu gì thì anh Tốt nhắn lại giùm em nha. Em biết rồi. Em yên tâm đi. Đây là tiền viện phí mấy ngày nay của ba tôi. Anh giữ thanh toán giùm tôi nha. Nếu mà có thiếu á, anh cứ nói tôi đưa thêm. Thôi, tôi không lấy đâu. Tôi có mà. Thôi, anh cầm đi. Giữ đi. Ba là ba của vợ chồng tôi. Tiền viện phí của ba phải để vợ chồng tôi thanh toán chứ. Ai mà để anh được. Anh Tốt, anh nhận đi anh. Anh đừng có nói ba biết là được. Anh nói tiền này anh cho ba mượn. Được rồi. Về bên đó ở, có cần gì giúp á thì cứ nói với anh nha. Dạ. Anh Tốt, Hoa là vợ của tôi mà. Tôi sẽ chăm sóc cho Hoa được. Anh không cần phải lo đâu. Anh lo cho ba vợ giùm tôi là được rồi. Nha. Vậy tôi vô chú Hai. Nè, sao tự nhiên anh lại nói vậy? Thì nói để cho anh Tốt được có lo thôi. Chứ anh có ý gì đâu. Nhưng mà em nghe một thuốc súng đó. Anh Tốt chỉ có ý tốt thôi mà. Ủa, anh biết chứ bộ. Anh tên Tốt mà. Sao anh xấu được đúng không? Nhưng mà ai biểu anh tốt quá mức với vợ anh chi. Anh đương nhiên phải ghen chút chứ. Người ta nói có yêu mới có ghen, đúng không? Mà quá ghen á thì sẽ đánh mất tình yêu. Cho nên anh chỉ ghen chút xíu vừa phải thôi. Thôi đi, anh dẻo miệng quá. Nè, coi nè, từ nay anh sẽ cố gắng làm đủ mọi cách để cho anh Tốt đó không có cơ hội tốt với vợ của anh nữa. Siêng năng. Ồ lạ ghê. Một con cá khác thường. Má cho con coi cái này đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ta đang coi phim tắm cám mà. Không thấy mẹ con cám nó hành con tắm sao? Tội nghiệp hết sức luôn vậy đó. Trời ơi, cái này má coi bao nhiêu lần rồi. Để con coi Lưu Đức Hòa. Trong Tứ Đại Thiên Dương có thần tượng của con mà. Mày Đức Hòa, cái gì mà Đức Hòa? Ta đang coi sắp tới chỗ hay nè. Đây nè, đây nè, nè. Bắt nhỏ leo lên trên cái cây cao đó thấy chưa? Rồi dưới này mẹ con nó chặt cái cây cao, mày thấy ác chưa? Thì đó, chặt cái cây cao xong rồi con tắm nó té xuống nó chết là hết phim. Thôi, từ đây khỏi, từ đây con.
Không. Đưa đây. Không. Má này, tao đem má đưa đây con mà. Đi, má coi cái này hoài mày... à. Bảy ơi. Bảy, bảy. Sao má giành hoài vậy má? Mày thôi đi. Bảy ơi, bảy. Bảy ơi. Bảy. Cái gì đó? Cửa không khóa, tự mở mà vô đi. Con nhỏ nó về kìa, bực mình. Tắt luôn cho rồi. Má, chị hai, qua mới về. Dạ, con thưa má. Ngồi đi. Thưa chị hai. Ngồi gì mà ngồi. Về rồi thì xuống nấu cơm đi. Trưa rồi. Thưa gửi gì nữa. Cái chuyện đó con Bảy nó làm rồi. Bảy nó nghỉ rồi mày. Sao nó nghỉ? Thích thì cho nghỉ được không? Má, con Bảy nó ở với gia đình mình từ nhỏ tới lớn rồi. Nó có làm gì sai trái thì má tha thứ cho nó đi. Nó chỉ có cái tật là ham ăn với nhiều chuyện thôi à. Cái vấn đề không phải ở chỗ đó. Má cho nó nghĩ là bởi vì ở nhà này đâu có còn chuyện gì đâu mà làm. Trước đây cô có thai, tôi còn để cho cô ở không, ăn không ngồi rồi, cho nên cô mới trắng da dài tóc vậy. Chứ còn bây giờ thì sao? Cô không có nghề nghiệp, cũng không có chữa đẻ gì. Không lẽ chuyện nhà có nhiêu đó mà làm không xong? Má, Hoa là vợ của con, má làm vậy chẳng khác gì giống như người ở vậy đó. Đó vợ, dâu con về nhà chồng, ai không phải làm việc nhà, không chịu thì cuốn gói mà đi. Nhà này đâu có ai ép nó ở lại đâu. Thôi anh, việc nhà cũng đâu có bao nhiêu đâu. Em muốn tự tay chăm sóc gia đình mình. Đó, nó tự nhận à, tao không có ép à nha. Đã nói được vậy á, thì đi xuống lo công chuyện đi. Dạ, con biết rồi, con xuống bếp nấu ăn. Anh mang vô trong phòng cất giùm em. Má, để con xuống dưới giao cho nó chút xíu công việc nha má. Con bé bà nó được người được nết như vậy, mày còn muốn cái gì nữa? Bộ mày tính ở giá hả? Nhưng mà con không thích. Với lại má làm như con ế lắm vậy. Con mới có hai mấy tuổi à. Không phải ế, mà má muốn mày lấy vợ để mày biết lo, mày trưởng thành. Mày năm nay á, hợp tuổi nữa. Lo mày lấy vợ đi, rồi sang năm sanh con đẻ cái với người ta nữa biết không? Mệt má quá. Chuyện cưới vợ á, để con tự tính. Tính cái gì mà tính? Hồi đó giờ á, con không bao giờ nghe lời má hết á. Má nói rồi á, kỳ này phải lấy vợ. Con á, không được cãi lời má nữa đó nghe. Bích. Chị Bích. Con thưa gì? Ờ. Lâu quá chị không gặp em. Ủa, con mới đi làm về hả? Dạ, con đi về nghỉ trưa. Ờ. Mà dì với con Quý đi đâu trong này vậy? Chị dẫn thằng Quý đi coi mắt con của bà bạn. Con nhỏ được hết sức vậy hả? Mà thằng Quý này nó không có chịu. Đi coi mắt hả? Ừ. Bộ em không còn thích Dân nữa hả Quý? Em làm sao mà hết thích Dân được? Tại Dân có bạn trai, Dân không thích em nữa. Ai? Ông Tốn. Cái này dì nói thiệt nghe, con đừng nói gì vô duyên nghe. Thằng Quý con dì đẹp trai nè, con nhà giàu, điểm nào nó cũng hơn thằng đó hết trơn á. Em của con á, đúng là không có mắt nhìn người. Dạ, chắc là có hiểu lầm gì đó dì. Chứ con Dân nó không có thích thằng Tốt đâu. Để con về nói chuyện với nó, có khi là cái thằng đó đơn phương theo đuổi em con thôi. Nhà của con không đời nào chấp nhận nó. Ừ, thôi con về con khuyên em con đi. Chứ thằng Quý hả, con gái nó bu đầy. Không có em con, thiếu gì đứa muốn làm vợ nó. Dạ. Thôi, đi Quý, nó muốn chết luôn à. Em đi nghe chị Bích. Ừ. Con chào dì. Ừ. Thank you.
anh. Em nấu cơm xong rồi anh xuống ăn luôn nha. Thôi, để anh đi công chuyện rồi chút anh về anh ăn sau ha. Ừ. Nè, em ở nhà ráng chiều y má với chị hai nha. Công việc nhà nhiều quá thì cứ nói với anh. Anh sẽ nói chuyện lại với má với chị hai. Nhà có nhiều việc đâu, em làm được mà. Không có sao đâu. Anh đi ra nhà máy hả? À, anh đi gặp đối tác. Có thằng bạn muốn góp vốn vô trạm dừng chân với anh. Bây giờ anh tới gặp nói chuyện coi sao. Khi nào mà anh xây xong cái trạm dừng chân á, em cứ qua đó làm với anh. Việc nhà cứ để anh kêu lại con Bảy nó làm. Dạ. Anh đi nha. Rồi chừng nào sao ông Dân? Dạ, đợi con xíu nha má. Má, con Dân đâu rồi má? Nó làm bánh với bếp á, nãy cô ba cho mấy trái lê. Dân. Dạ. Lên biểu coi Dân. Chị chờ em chút. Ngồi xuống đi, từ từ em nó ra rồi nói. Dạ, chị hai. Em đang làm bánh lê nè. Kỳ này á, em rút kinh nghiệm nha, đảm bảo là ngon hơn lần trước luôn. Em thích thằng Tốt đúng không? Hay nói gì vậy? Trả lời, có hay là không? Không có. Hai nghe ai nói vậy? Đừng có nói là ông Quý nha. Thằng Quý nó nói với chị, thằng Tốt cũng đã thừa nhận rồi. Em với nó còn nắm tay vui vẻ với nhau nữa. Tại vì ông Quý ông cứ theo em hoài, nên em mới mượn anh Tốt. Người thiệt việc thiệt cho ông tin thôi. Có thiệt vậy không? Thiệt. Hai tin em đi. Đi rửa tay đi, rồi ra ăn cơm. Ủa, lúc này không có học hành gì sao mà lo làm bánh vậy? Tại bác ba mới cho rổ lê ăn không hết nên em mới làm bánh thôi. Em làm có chút xíu à, coi như là giải trí, chứ học bài hoài em nhức đầu lắm. Hai với má ăn cơm trước đi, em ủ bột cái em ra ăn cơm. Sắp xuống ủ bột một cái rồi lên ăn liền nha. Đau bụng quá, ăn cơm đi con. Thôi ăn cơm đi. Trời đất ơi, mẹ con cám này ác quá là ác à. Dạ, thưa má, má để cho con chừa mũi cho má nha. Không cần, tôi tự mua thuốc uống được rồi. Dạ. Đuôi của cô lòi ra lâu rồi, đừng có làm bộ làm tịch mà lấy lòng má. Trời ơi, con này vô duyên không? Ta đang coi truyền hình cái đưa cái mặt này vô. Giờ này còn câu gì nữa? Chị hai. Vậy? Em thiệt lòng chỉ muốn cho má hết đau thôi, chứ em không có ý gì khác hết. Thôi khỏi, đừng có dài dòng mắt công. Chỉ có thằng Quỷ Thành á, nó mới tin mấy lời ngon ngọt của cô thôi. Lao dọn nhà cửa xong chưa mà đứng đây nữa? Dạ xong hết rồi. Còn mấy cái phòng thì sao? Dạ mấy phòng em cũng lao hết. Rồi nấu cơm chưa? Dạ xong rồi. Má với chị hai có đói bụng không? Để em dọn cơm anh ăn luôn. Hay là mình đợi anh Thành với anh Phú? Thôi, đợi tụi nó về rồi ăn luôn. Dạ. Rồi đi ra trước sân á, quét dọn rồi làm cỏ luôn đi. Dạ. Vậy có gì cần thì má cứ gọi con. Khoan đã. Dạ. Cái đó còn nóng không? Dạ còn. Để đó. Dạ. Chi vậy má? Thì con chườm cho má. Trời, má nghĩ sao vậy? Sao? Sao cô làm được? Sao không được? Con không biết làm. Mày không biết làm hả? Không biết. Rồi vậy đưa đây. Vậy là tháng này khỏi lãnh lương nghe. Ê, để cô làm cho. Cứ vậy hoài rồi. Nông. Con không có biết làm đâu. Má, mấy cái việc nhà đối với nó dễ quá. Nó làm tỉnh bơ hả? Má thấy nó làm còn nhanh hơn con Bảy nữa. Cách này không có được đâu. Con không tin là con không tống cổ nó được. Bây giờ chỉ còn cái là ly gián tình cảm của nó với anh Thành. Cái này coi bộ khó đó. Thằng Thành mơ nó mê con Quỷ đó lắm. Cho dù có yêu nhau cách mấy mà có người thứ ba xuất hiện thì không thể không tin. Sai lúa buồn đưa tiễn người xa chốn xa xôi. Người ơi, người đến làm chi? Ủa Bích, xe em sao vậy? Em có biết nữa, em đạp nãy giờ mà nó không chịu nổ nè. Đò phơ xa bên. Được. Người
nha. Thôi. Nè, đừng nói lấy vợ rồi em mời cà phê cũng không dám đi để nha. Để hận sầu vương mang trong đời. Chắc là... Người hãy về đi, còn nói làm chi? Dập dềnh sông biếc mênh mông, trao con đò mang nặng.